Rồi chị làm bonsai dừa xin cái đến là chào tất cả anh chị em và cô dì chú bác nha. Hôm nay á, thì cây dừa này á, thì cũng có một cái vị khách hàng đã đặt cho mình đó làm cây dừa này, thì hôm nay cây dừa này nó cũng được là mấy tháng rồi. Thì bây giờ tiến trình đó là mình thấy nó được một lá, hai lá, ba lá và cái đọt non trong là bốn lá. Thì hôm nay mình sẽ tới giao cho một cái khách hàng. Cái cô này á, thì mình cũng biết mặt làm sao nữa. Giờ hôm nay mình tới mình nhìn thử cái cô mặt này như thế nào. Tại vì khi gọi điện cho mình á, thì cái tiếng nói á, nghe chắc dễ thương thương lắm, chắc con người chắc cũng dễ thương lắm. Mình sẵn cái dịp đây nè, mình giao cây dừa này thì mình sẽ tới gặp những cái cô chủ khách hàng này như thế nào nha. Rồi xin chân thành cảm ơn nha. Rồi chị lão bonsai dừa xin mời cô chủ vô mà kiểm tra lại cái sản phẩm của mình làm á, là coi có hài lòng và ưng ý hay không nha. Rồi xin mời cô chủ. Rồi trước tiên á, xin cô chủ cho biết là mình tên gì vậy, Xin để mời cho những chị cái đạo quay xây dựng và khán giả đang xem nhé. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Di Di. Hôm nay thì bên chị đạo quay xây dựng có đến cho những tôi là cây quay xây dựng như thế này, thì tôi nhìn qua thì tôi thấy rất là ưng ý. Cái thứ nhất đó là bên chị đạo xây dựng có là cái rễ đó, thì như lần trước khi tôi nhìn đây nè, là có bốn rễ, đằng sau có hai rễ, thì như trước tôi nhìn là thứ quý đó, thì tôi rất là ưng ý luôn, hài lòng, rất là hài lòng, như là không có gì mà để phải chê hết trơn. Rồi, Kỳ Lạ Bonsai Dừa xin chân thành cảm ơn đến cô Di Di nha, và đã không ngại và ủng hộ cho Kỳ Lạ Bonsai Dừa một cái sản phẩm. Thì Bonsai Dừa sẽ tiếp tục và hướng dẫn lại cho những cây dừa để nó theo như sống như thế nào, và nó sống khỏe và nó tốt và lá xanh như thế nào. Thì Kỳ Lạ Bonsai Dừa đã khi mà giao sản phẩm cho bên cô Di Di thì tiếp tục cái hành trình của bên Kỳ Lạ Bonsai Dừa sẽ hướng dẫn cho cô Di Di để săn sóc biết cách làm như thế nào cho cây dừa tốt nhất nha. Rồi thấy là cây dừa nó sao rồi, đẹp không? Rồi rồi, đâu đâu. Nó đẹp hơn sự tưởng tượng của tôi luôn. Rồi cô Di Di có thể cầm cầm xe mặt qua cho mọi người biết cây dừa nó như thế nào không? Dạ đây ạ. Rồi. Đi mời mọi người, xem nha. Rồi. Quá đẹp rồi, ok rồi. Thật sự rất là đẹp luôn, Rồi đẹp rồi. hơn sự mong đợi luôn á mọi người Rồi ơi. rồi. Rồi ok, xin chân thành cảm ơn cô Di Di nha. Và xin mời tất cả anh chị em và cô dì chú bác mình cùng xem để mình thay cái chậu này. Mình lên chậu á, mình giao cho khách hàng như thế nào nha.